đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội, các đối tượng thụ hưởng được tiếp cận dễ dàng với nhà ở xã hội. Đây là nội dung vừa được đưa ra tại quyết định số 927 nhằm triển khai thực hiện chỉ thị số của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới. Theo đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ, giải pháp tuyên truyền, tăng nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về công tác phát triển nhà ở xã hội, rà soát hoàn thiện chính sách, hệ thống pháp luật có liên quan đến nhà ở xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong phát triển nhà ở xã hội và thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn cho phát triển nhà ở xã hội, đổi mới phương thức, mô hình quản lý và phát triển xã hội nhà ở.